biết thầy bà nào, cô bác có thể có tiền giúp đỡ giùm cho cháu đi trị bệnh. Dù nó kêu chị được một tiếng mẹ ơi, chị chết chị cũng vui. Dù một tiếng mẹ ơi thôi. À, chị nói nghe mà ngậm ngùi chứ không mọi người. Cô bác bên chị. À, này kia rồi đúng không, dốc láo này kia bậy bạ này kia mình sợ rồi. Dạ. Còn theo anh này thì ai hỏi anh nói tới đó chứ anh không sợ dốc gì. Thì đối với bản thân của em á thì em rất là ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ cái thứ nhất là đã kịp thời can thiệp cho cái câu chuyện mà khi mà bé Hường bị xâm hại. Đó. Mọi người thường nói ở trong cái bình luận ở trong clip cũ của em là anh là một người rất tốt. Anh có thể chia sẻ về cái câu chuyện ngày xưa tại sao anh lại gặp chị không anh Long? Đặc biệt là đối với chị là một người phụ nữ mà có một cái đứa con coi như là không có được như các đứa trẻ khác đó, là gánh nặng cho anh, đặc biệt là cuộc sống của mình đó. Ở đó thì con nhỏ em nuôi của anh là bạn của là bà xã anh bây giờ, Dạ. là bạn thân đó. Lúc đó là anh là mướn nhà gần nhỏ em Dạ. rồi cũng quy giải nhà trọ đó, thì bà này bà mới lên chảnh chơi, bà mới lên chảnh đi lâu lâu cái ví dụ tuần lễ lên bữa hay bữa gì á, lâu lâu lên lên thăm bạn bè chơi. Thì trong cái lúc đó thì khi anh có làm anh không có làm anh ở nhà, nhiều khi anh gặp, nhiều khi anh với nhỏ nhỏ em nuôi rồi nó thân, Dạ. anh chạy qua chạy lại chơi chơi thì anh nói chuyện thấy bả cũng vậy rồi, nhỏ em cũng nói rồi giờ anh bây giờ anh cũng sống một mình mà thấy không, còn bà chị của em á, thì bả cũng thôi chồng lâu rồi, bả cũng sống một mình à, Dạ, xích qua đây, xích qua bé Hường với chị đi. Cho ấm. Mưa rồi. cũng sống một mình à, thôi đi hai anh chị coi gặp nhau coi được thì hai anh chị tiến tới. Anh cũng bắt đầu anh cũng đâu có biết là về có một đứa Bé. mà bị Dạ. tâm thần vậy đâu, Dạ. mình chưa có hiểu, mình chưa có hỏi, giống như hỏi tới tới với gia đình tao Dạ. không, Hai. thì bà xã anh bà mới dắt về nhà chơi Dạ. đó. Lúc đó quen thân rồi Dạ. là mới dắt về nhà chơi là mới biết á, Dạ. mới biết á, mới mới chân hửng mà, nhưng mà về thấy nhà gì đâu mà dột nát, cây gì đâu mà gãy sập xuống, rồi đất cơ toàn là sình bùng rồi không à, rồi sau nồi thì không có ở trước ha, vô tới nhà mà kiếm kiếm được cái son mà để nấu mì hay nấu này cái kia cũng dơ, như là cái đồ mà để ta dùng phế liệu như đó Dạ. đó, dơ lắm, chừng một hai cái chén à, không có cái gì trong nhà đó đó. Thì anh mới về anh mới thấy thấy được cái cảnh như vậy, anh mới bức xúc, anh ra chợ là mình nói cũng bụng mình á, trời sao mà có một người mà sống cái cảnh gì đâu mà màn trời xuống đất vậy, Dạ. quá khổ vậy, mà con mà lại lại bị tâm thần nữa chứ Dạ. đó. Thì Lúc từ đó anh lúc có nản không? không anh không nản, Dạ. anh muốn tìm tội tới luôn nữa Dạ. chứ chứ không phải là thêm người ta là ta nản Dạ. đó, anh mình mới tìm hiểu thêm nữa. Thì giống như về cũng về đây mấy lần chơi rồi cũng tán dóc với xúc gì nữa, rồi qua bên mấy bà chị vợ nè chơi, rồi mấy bà chị vợ cũng nói là cuộc sống như vậy vậy rồi đó, bà xã anh vậy vậy á đó, anh mới nắm bắt được Dạ. đó. Thế là cũng như là quá khổ, đi bắt cá bắt tôm gì với ruộng gì để nuôi con, nửa đêm cũng đi bắt luôn nữa Dạ. đó. Đó là lúc đó là anh nghĩ trong bụng anh nói thà mình không quen thôi, mình quen đã quen rồi
không? Mà thấy hoàn cảnh vậy bây giờ cho nên mình bỏ đi, cái lương tâm mình nó bức rứt lắm. Anh mới quyết định bây giờ mình về đây mình dám mình làm để mình cất lại căn nhà. Dạ. Cất là không phải cất nhưng mà sửa chữa lại, rồi chán nền gạch lại là anh nhà tự động đi làm về ha. Ví dụ mất món tiền phải không? Dạ. Mua được ví dụ bạc xi măng. Dạ. Ví dụ mua được cái cây để dành. Dạ. Cái gì cất làm từ sửa chữa lại từ từ. Dạ. Chứ đâu có tiền mà một cái mà để mình làm một cái một. Dạ. Đó, cứ lần vậy ra sửa lại nó cứng trở lại. Chờ. Rồi chứ không có ngập nước không có gì hết đó. Dạ. Vậy là anh với chị thì cũng đã mười mấy năm rồi. Mười năm chứ chị? 89 năm. Rồi có một cái câu chuyện như thế này nữa nè. Anh là một người cha dượng thì nhưng mà anh, việc anh mà trông coi bé Hường hay là đi kiếm bé Hường, đối với bé Hường là một người gái thì không có mặc đồ thì chắc có lẽ là ở sớm thì không khỏi điều dị nghị, đúng không anh Long? Đúng rồi. Thì lúc đó thì anh sẽ xử lý như thế nào? Không, cái đó anh dễ lắm. Tại vì em nó dốc nó láo hay là em làm chuyện bậy em mới sợ. Dạ. Còn theo anh. Dạ. Anh khác. Dạ. Anh làm chuyện đúng mà anh không sợ ai. Dạ. Anh không sợ ai gì nghĩ anh. Dạ. Tại mình làm đúng mà. Dạ. Trừ khi mình làm sai mình cũng sợ. Dạ. Bây giờ anh đâu có sợ. Tại mình làm đúng nhưng mình đâu có làm sai. Dạ. Lương tâm mình là làm đúng rồi mình đừng bao giờ sợ ai. Dạ. Chứ trừ ra mình làm bậy bạ này kia rồi, đúng không? Dốc láo này kia, bậy bạ này kia mình sợ thôi. Dạ. Còn theo anh thì ai hỏi anh nói tới đó. Chứ anh không sợ dốc gì. Dạ. Không biết sợ dốc. Dạ. Lúc đầu thì anh về anh sống với chị á, thì đối với bé Hường thì đối với bản thân em lần đầu tiên tiếp xúc em rất là sợ. Sợ vì cái giọng cười của bé Hường. Thật ra rất là hoang mang. Thì lần đầu tiên anh có sợ? Lúc đầu về mới ở với mẹ bé Hường ha, anh đâu ngủ được đâu. 11, 12 giờ đêm thì hứng lên thì gơ la rồi, làm anh muốn quần mình á. Cái từ từ cái làm gì bữa nào như bữa nấy làm như cái thói quen. Dạ. Thói quen cái lần từ từ anh hết sợ. Dạ. Là như quen rồi. Không. Dạ. Anh không sợ đâu. Dạ. Bữa đêm cũng là anh ngủ rồi, anh ngủ rồi. Dạ. Trước la ngủ đâu được. Dạ. Vì bữa đêm cái khóc hụ 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 lên cái làm như ai lấy của cải. Trời ơi. Bỏ tiếng khóc nó còn ghê gợn hơn tiếng cười nữa hả chị? Đúng rồi. Khóc rên la rồi làm như ai lấy cái gì của mình đó. Dạ. Không trả hay. Trời ơi. Bây giờ là nửa đêm đỡ lắm nha. Nửa đêm không có la nữa. Dạ. Thành là chứ còn la. Hồi lúc anh mới về á, hồi mấy năm đầu á. Bây giờ hết la. Dạ. Giờ tối là ngủ thẳng tới sáng. Dạ. Chỉ có một cái là tối nửa đêm á, nhiều khi đá ỉa là không biết kêu. Đó. Nửa đêm nhiều khi mình dậy mình đi tiểu á, mình thấy vậy cái mình ra dẫn ra tắm rửa. Dạ. Thay đồ khác. Vậy đó. Còn vậy chứ nó mới năm lắm. Dạ. Là làm gì nó hạp. Nó hạp với anh mới lắm. Nói vậy nghe đó. Chứ người mà nó không bên kêu nó cũng chỉ ra. Trời. Trời ơi. Bởi chị xong hả chị, ảnh hả chị quý hả, ảnh cao cả cũng như là biển trời vô mà để che chở mẹ con chị. Anh Long là ngày xưa là có gia đình riêng không anh? Có. Dạ. Con trai anh là năm nay 23, 24 tuổi. Dạ. Có thường tới lui với anh không? Không. À, theo mẹ. Theo mẹ. Dạ. Tại đó cho mẹ nó nuôi luôn. Chứ không... Anh với chị là bao nhiêu năm thì chia tay? Anh với vợ trước của anh á? Vợ trước hả? Là sinh ra bé là mới có
2 năm rồi chia tay. Chia tay thì bao lâu thì anh mới gặp lại chị? Lâu lắm. À, anh cứ sống mình vậy đó hoài luôn. Sống mình vậy hoài, không chịu lấy vợ mà. Dạ. Cái kết nghĩa với nhỏ em á, thì ai ngờ bạn của bà này. Dạ. Đó, vậy mà dính á. Dạ. Nhỏ em cứ nó vô hoài đó. Dạ. Rồi nhỏ em nó không nói, anh cũng không có tỏ vẻ ra nữa. Dạ, nhưng mà Nga đó, thì sau khi gặp chị Nga với lại bé Hường như thế này thì người ta sẽ rút lui à? Đúng rồi. Đó. Anh quyết tâm lắm, dễ về anh rút lui. Dạ. Tại vì nếu là như bây giờ nè, là khổ đi, nếu mà anh rút lui là hai mẹ con còn khổ nữa. Dạ. Còn càng khổ nữa, khổ hơn bây giờ. Dạ. Đó. Rồi, mình rút lui mình bỏ đi nha. Cái lương tâm mình không cho phép. Dạ. Yeah. Lương tâm mình không cho phép. Biết rằng mình đi được rồi đó, chứ không phải mình đi không được. Mình muốn ở, mình muốn đi. Dạ. Yeah. Đúng không? Nhưng mà cái lương tâm mình không cho phép vậy. Vậy là ngoài cái tình yêu ra thì anh vẫn còn một cái tình thương, một cái tình nhân đạo, một cái tình người đối với nhau. Dạ. Một cái nụ cười của Hường làm bao nhiêu người cũng hoảng sợ chứ không phải đơn giản đâu. Anh đã hỏi đây một tháng anh ăn rồi khổ là muốn gần gần giảm. Ăn chay hả anh? Không, một khóa ăn vậy đó. Ừ. Có nhậu nhẹt gì không? Có mà anh nhậu ít. Một ngày cho anh 10 miếng đậu hủ gì. Là mỗi ngày cũng cho anh đậu hủ ăn hoài luôn hoài. Dạ. Thích ăn đậu hủ không thích ăn cá? Là cá anh ăn thịt vô á nhiều á trong cái tháng á rồi tự nhiên con người yếu mà ăn đủ vậy mà nó đâu có chất gì đâu. Dạ. Vậy mà con người nó mạnh khỏe. Chắc có duyên với Phật rồi. Lúc trước anh đi bốc xếp và anh ăn đủ không là vậy mà vẫn làm mạnh còn hơn rồi. Nhưng ăn thịt đồ được không anh? Bình thường hả? Bình thường nhưng mà không có thích gì lắm. Dạ. Mà đưa đủ là cỡ nào cũng thích. Dạ. Vậy đó. Còn chị Nga thì mỗi lần nhắc đến cái chuyện ngày xưa thì chị buồn à. Chị luôn chị rớt nước mắt vì cái câu chuyện của mình nó quá đau khổ. Hôm nay thì mình đến đây mình muốn chia sẻ, Bùi Hồ muốn chia sẻ lại cho cô bác với anh chị một cái câu chuyện mà ngỡ như chỉ có trong cổ tích thôi. Một cái câu chuyện về một nghị lực sống của chị Nga để cố gắng để mà nuôi đứa con của mình. Một người chồng mặc dù là chỉ là chấp nối thôi nhưng mà anh lại hết mực bảo vệ cho chị Nga cũng như là bảo vệ cho em Hường. Anh xem như là một người con và thậm chí là luôn che chở mỗi khi mà gặp những cái vấn đề mà ngang trái trong cuộc sống. Em có tin là con ghẻ hả? Là con ghẻ mình đâu ăn chung được đâu. Dạ. Nên nó ớn lắm. Dạ. Vậy mà anh ăn chung với Hường là bình thường. Có nghĩa là bé Hường ăn gớm. Bé Hường ăn xong là anh ăn bình thường. Không, anh ăn anh đút nó. À. Đút nó rồi nè. Giống như hai cha con ăn tô vậy đó. Dạ. Trời ơi. Bình thường. Chắc cũng tại cái duyên nợ về kiếp trước hay anh Long. Hai cha con ăn hoài, ăn chung hoài. Dạ. Mua tô phở về cũng hai cha con rồi ăn. Dạ. Chứ bả đâu ăn đâu. Có khi nào, dạ, có khi nào anh với chị nghĩ là mình sẽ tìm một cái nơi ở khác nó tốt hơn không? Anh thì nếu mà ở đây mà quy hoạch mà đủ hai chồng đi đó thì bây giờ muốn nhà thì muốn không được đâu. Tại vì con bé Hường này nửa đêm nhà trọ ta không cho. Ta nghỉ ngơi không được. Dạ. Đó. Thì anh có cái mình muốn là mình có một số tiền nhỏ nhỏ thôi chứ không có cần lớn. Để mình mua giống như mua chiếc ghe cũ của người ta đó. Sống ở dưới ghe. Sống dưới ghe kệ thả cho xong kệ nó tới đâu hay tới đó đi. Khi nào mà người ta quy hoạch á ha. Còn bây giờ thì tạm thời mình vẫn sống ở đây. Tạm thời thì mình vẫn sống. Dạ. Bây giờ hiện tại là xã đang
tiến hành quy hoạch lên bản vẽ rồi. Dạ. Không biết ở nhà nào đi đó. Có vậy anh có dự trù là sẽ sống ở dưới ghe để mà cho bé Hường nó sinh hoạt cho nó dễ luôn, tại vì ở đúng nhà rồi. Trọ thì theo tập thể thì rất là khó. Đúng rồi, nhiều khi người ta làm mệt về cái nửa đêm la người ta sao ngủ. Dạ. Sáng còn đi làm nữa. Dạ. Mà chưa chắc gì chủ nhà ta cho. Ta thấy chưa chắc gì ta cho. Dạ. Qua cái clip này thì chị có muốn nói là gì với lại cộng đồng mạng hay gửi là gì hay là có một cái ước muốn gì không chị Nga? Thì trước hết thì cái lời của ông chồng chị nói đó là ước nguyện là sau có dạy tọ thì hả được một chiếc xuồng để mà vợ chồng con cái xuống đặng sống đặng nuôi cháu. Còn điều thứ hai là chị hả mong muốn cô bác trên cộng đồng mạng thương cháu và biết thầy bà nào cô bác có thể hả có tiền giúp đỡ giùm cho cháu đi trị bệnh, dù hả nó kêu chị được một tiếng mẹ ơi chị chết chị cũng vui, dù một tiếng mẹ ơi thôi. Chị nói nghe mà ngậm ngùi chứ không mọi người, cô bác của anh chị thật ra thì tâm sự với chị thì dàn dụa nước mắt hết à. Chị lúc đầu á thì mình dự định là vô đây để tìm hiểu về cái cuộc sống của bé Hường như thế này thôi, nhưng mà sau đó thì mới mình phân trần cái câu chuyện ra thì ở đằng sau đó là cả một cái nỗi vất vả khó khăn của cả ba thành viên trong gia đình rất là khó khăn luôn. Thì rất mong thì những lời chia sẻ của chị Hường nghe sẽ được mọi người tìm đến một thầy nào đó trị bệnh cho bé Hường. Một cái hết cái căn bệnh chỉ cần gọi được một cái tiếng mẹ ơi thôi là đã vui lắm rồi. Thôi hôm nay thì em đến đây cũng vào buổi chập tối thì cũng coi như là để em xem lại cái câu chuyện cũng như là tìm những cái lời giải thích chưa rõ của em để mà em có cái biện pháp thời gian sắp tới sẽ đến với gia đình của mình nữa nha. Em chúc chị luôn có sức khỏe tốt nha chị Nga. Dạ em chúc anh có sức khỏe tốt nha anh Long nha.